Một thanh niên đi làm về các bạn thì mệt quá, chưa ăn uống gì hết trơn á, uống một lon bò hút vô nước uống tăng lực đó bạn, nằm võng một cái xong rồi chết lúc nào không hay. Một thanh niên còn trẻ sau khi đi làm mệt về, anh ta đã uống một lon bò hút và anh ta nằm võng, vô tình anh ta đã chết lúc nào không hay. Các bạn thấy thiệt là tội nghiệp quá đi. Còn trẻ mà đi làm mệt về thì các bạn nên hạn chế là uống bò hút nha. Nước tăng lực nhiều khi nó cũng có tác dụng phụ, nó sẽ làm các bạn dễ mệt và có thể bị đột quỵ bất cứ lúc nào. Đây là hình ảnh một thanh niên mới đi làm về rất là mệt mỏi và anh ta đã uống một ngụm bò hút và sau đó anh ta nằm võng và bị trúng gió và qua đời, thiệt là tội nghiệp quá. Buồn quá các bạn. Thì mình hay nói với các bạn á, là nếu như các bạn có khả năng á, các bạn mua cho mình một cái bảo hiểm nhân thọ đi. Các bạn mua bảo hiểm nhân thọ, có nhiều người họ sợ mua bảo hiểm nhân thọ bị lừa gạt, thì cái công ty mình bán là công ty National Life Group. Đây là một công ty nó rất là uy tín các bạn. Các bạn không sợ bị lừa đảo. Ok. Thì sở dĩ mà các bạn mua bảo hiểm nhân thọ là gì? Thí dụ bây giờ các bạn có tiền đi, các bạn còn trẻ, các bạn mua một cái bảo hiểm nhân thọ với mức đền bù là 500 ngàn. Thí dụ các bạn xui xui đi làm về mệt, các bạn qua đời thì gia đình các bạn được lãnh 500 ngàn. Còn nếu không á, thì cái tiền mà các bạn đóng vô á, nó sẽ sinh lời và nó sẽ trở thành tiền hưu của bạn. Nếu mà các bạn sợ lừa đảo thì các bạn gọi cho mình. Không, mình bán những công ty bảo hiểm rất là uy tín các bạn ha. Thì các bạn thấy là cứ cứ mỗi một cái, giống như là cứ mỗi một giây đó, là ở ở trên nước Mỹ người ta tính là cứ mỗi một giây á là sẽ có một người bị qua đời các bạn. Có thể các bạn không tin nhưng mà đó là sự thật đó. Thì bây giờ các bạn mua bảo hiểm là các bạn bảo vệ cho ai? Các bạn bảo vệ cho các bạn. Thí dụ như bây giờ các bạn đột quỵ đi mà các bạn chết thì cái tiền đó gia đình của các bạn sẽ lãnh. Còn nếu như mà các bạn không chết thì cái tiền của các bạn đóng vô đó, nó không bị mất đi, mà sau này các bạn sẽ lấy lại được. Các bạn vừa có sự bảo vệ, các bạn không bị mất tiền đâu, các bạn đừng có lo, hiểu không? Rồi, các bạn vừa có sự bảo vệ, các bạn vừa có sự giống như là chuẩn bị, thí dụ như giống như trong cái video này đi, các bạn không để lại gì cho gia đình cả, một gánh nặng. Thì đây đây là cái chương trình bảo hiểm nhân thọ uy tín. Các bạn hãy gọi cho mình 314 438 7599 để biết thêm chi tiết.